Ngược với bạn trai, đây là những cô bạn gái của cầu thủ Việt không được lòng fan nhất. Bạn gái Quang Hải bị ném đá vì quảng cáo không có tâm, nằm trong hội bạn gái của các người hùng U23. Vì vậy, không quá khó hiểu khi Nhật Lê, bạn gái Quang Hải luôn là tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Từ khi Quang Hải được truyền thông báo chí chú ý, thì đồng nghĩa bạn gái của anh chàng cũng được quan tâm rất đặc biệt. Trước đây, cùng với Quỳnh Anh, bạn gái Duy Mạnh, cô từng được mọi người khen ngợi hết lời vì cách ứng xử khéo léo, thông minh với fan của bạn trai. Mọi nhất cử nhất động của cô nàng trên mạng xã hội đều khiến mọi người theo dõi. Lượng follow của Nhật Lê cũng vì thế mà tăng chóng mặt. Không quá khó để trang cá nhân của bạn gái Quang Hải cán mốc 250.000 lượt theo dõi. Vì thế nên các nhãn hàng dành cho giới trẻ thường chọn cô làm gương mặt đại diện để PR cho sản phẩm, như nhãn hàng về thuốc giảm tăng cân, kem dưỡng da, mặt nạ, son phấn, đồ ăn vặt. Việc trở thành người quảng cáo của quá nhiều sản phẩm khiến cho Instagram của Nhật Lê chiếm hết 2/3 quảng cáo. Khán giả không chỉ khó chịu với việc cô thường xuyên đăng quảng cáo quá nhiều, mà cư dân mạng còn tố cáo Nhật Lê quảng cáo không có tâm, chất lượng sản phẩm không tốt như cô PR. Không ít người còn tỏ ra sự bức xúc khi dùng sản phẩm do cô nàng bán nhưng không thấy hiệu quả. Thậm chí nhiều người tinh ý nhận ra cô nàng vừa mới quảng cáo thuốc giảm cân cách vài ngày, lại khen lấy khen để thuốc tăng cân. Sự mâu thuẫn này đã khiến cho cộng đồng mạng cho rằng cô nàng chả có tâm huyết nào cho công việc của mình, bất chấp để kiếm tiền mà không tìm hiểu chất lượng sản phẩm. Việc lạm dụng sự nổi tiếng để quảng cáo hết sản phẩm này đến sản phẩm khác một cách thiếu chọn lọc của cô nàng Nhật Lê, bạn gái Quang Hải, đã khiến rất nhiều cư dân mạng bắt đầu lên tiếng chỉ trích, phản ứng dữ dội. Biết rằng Nhật Lê tận dụng sự nổi tiếng với hàng trăm người lượt follow để kiếm tiền cũng là điều bình thường. Tuy nhiên, việc cô lợi dụng điều đó để PR cả những sản phẩm được cho là không tốt khiến nhiều người lầm tưởng khi sử dụng. Bạn gái Xuân Trường bị ném đá vì không tôn trọng fan. Có thể nói Nhuệ Giang, bạn gái Xuân Trường là một trong những cô nàng bị cư dân mạng ném đá nhiều nhất. Bởi sau nhiều phốt được cho là không thể chấp nhận được. Cụ thể, trong một buổi giao lưu giữa Xuân Trường và các fan, thì anh được người hâm mộ gửi tặng những món quà, tưởng chừng đây sẽ là kỷ niệm đẹp nhất, thì bất ngờ bạn gái tin đồn của anh đã có những hành động khiến dân mạng bức xúc. Nhuệ Giang chụp hết những phần quà đó và dùng những lời lẽ có phần vô duyên khiêu khích như các em gửi bao nhiêu quà thì chỉ báu chị thôi, hay chị ăn hộ được. Thậm chí ở hai tấm ảnh có in hình Xuân Trường mà fan gửi tặng, cô nàng còn viết nghĩ đá bóng, lập nó nhóm nhạc đi. Những chia sẻ kém duyên của bạn gái Xuân Trường lập tức vấp phải sự phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng, bao gồm cả những người hâm mộ đội trưởng U23 Việt Nam. Với cách hành xử được cho là không đúng mực, khi đem những món quà của các fan tặng ra làm trò đùa, bạn gái Xuân Trường đã hứng chịu cơn mưa gạch đá từ cộng đồng mạng. Không chỉ ném đá, cô nàng, nhiều người còn bày tỏ sự thất vọng đối với Xuân Trường vì cách mà anh cùng bạn gái đối xử với tình cảm từ fan hâm mộ. Trước áp lực dư luận, cô nàng đã lên tiếng xin lỗi bạn trai Lương Xuân Trường và tất cả mọi người. Tưởng chừng sau vụ việc này cô nàng có im ắng thì không lâu sau, Xuân Trường lại gây dậy sóng với phát ngôn fan phong trào và fan chân chính, khiến nhiều người bức xúc. Sau phản ứng dữ dội của cư dân mạng, nam cầu thủ đành viết tâm thư xin lỗi người hâm mộ. Giữa tâm điểm sự việc, Nhuệ Giang cũng lên tiếng bênh vực người yêu với dòng chia sẻ. Nghe đến người mà các bạn vẫn tung hô, vẫn nói rằng yêu quý anh ấy, các bạn còn không ngừng ngại quay lưng với người ta, làm tổn thương người ta, thì hỏi tại sao? Nếu từng coi anh ấy là thần tượng, xin hãy ở bên cạnh và động viên anh ấy. Tưởng rằng những lời này chỉ để an ủi bạn trai và nhận được sự ủng hộ, thì ngược lại nhiều người còn ném đá cô và cho rằng Nhuệ Giang chính là nguyên nhân khiến Xuân Trường bị soi mói vì đời tư dẫn đến chuyện bức xúc nên có phát ngôn thiếu chuẩn mực. Bạn gái Trọng Đại bị ném đá vì tình tứ quá lố. Chuyện tình cảm của Trọng Đại và bạn gái Nguyễn Huyền Trang luôn là đề tài khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Lúc đầu cả hai còn e ngại nên có phần giấu mọi người, nhưng sau vài bức hình bị fan hâm mộ phát hiện thì Trọng Đại và Huyền Trang cũng vì thế mà công khai chuyện tình cảm. Điều khiến cư dân mạng ném đá cô nàng là mới hôm trước còn phủ nhận chuyện tình cảm với Trọng Đại, hôm sau đã khoe clip ôm hôn thấm thiết với cầu thủ này trong chuyến du lịch chung tại Phú Quốc. Sự việc cũng chẳng có gì nếu như mức độ thể hiện tình cảm của cả hai không đi quá lố. Nhiều người cho rằng dù chỉ mới quen một tháng nhưng mức độ thân mật của Trọng Đại và bạn gái khiến nhiều người khó chịu. Đặc biệt cô nàng 9X bị cư dân mạng ném đá một cách không thương tiếc vì việc đăng tải quá nhiều hình ảnh clip tình cảm với Trọng Đại, trong đó có clip ngắn cả hai khóa môi tình tứ trong thời điểm đội tuyển đang tập trung thi đấu ASEAN 2018. Điều này không chỉ fan mà ngay cả khán giả cũng tỏ ra không hài lòng. Phần lớn dân mạng đều nhận định top 5 Hoa hậu Đại Dương 2017 đang thích khoe mẽ câu like, mới yêu không nên công khai hình ảnh quá thân mật như vậy.
Nhiều khán giả cho rằng đúng ra Huyền Trang phải biết đây là thời điểm nhạy cảm khi khoe chuyện tình cảm và cần giữ hình ảnh cho trọng đại, chứ không phải suốt ngày đăng ảnh tình cảm lên cho mọi người xem. Trước đó, cô nàng cũng từng gây bão với câu trả lời ngây ngô về vương miện của Hoa hậu. Em thấy, như chị Phạm Hương bây giờ có nhiều show quảng cáo lớn, đi sự kiện nhiều, em rất ngưỡng mộ và tất nhiên sau đó thì kiếm được rất nhiều tiền. Đanh đá nổi tiếng truyền hình nhưng Hưng Hoa hậu lại bị dàn nghệ sĩ chê vô duyên. Trường Giang Lâm Vĩ Dạ Harry Won dìm khiến Thúy Ngân sấp mặt khi lần đầu làm MC. Nổi tiếng với vai Hưng Hoa hậu trong Gạo Nếp Gạo Tẻ, diễn viên Thúy Ngân lại tiếp tục gây bất ngờ khi lần đầu làm MC trong một chương trình trên VTV3 mang tên Ô Hay Gì Thế Này và xuất hiện cùng hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Trường Giang, Lâm Vĩ Dạ, Harry Won. Dù đanh đá nổi tiếng trong phim truyền hình, nhưng tại chương trình này Thúy Ngân lại bị các nghệ sĩ ăn hiếp. Những tưởng với khả năng tạo nghiệp liên hoàn, Thúy Ngân sẽ dễ dàng điều phối toàn bộ dàn nghệ sĩ lắm tài nhiều tật. Nhưng không, Hân của ngày xưa chết rồi và chỉ còn lại Thúy Ngân bánh bèo đáng thương tại chương trình. Lần đầu dẫn chương trình, Thúy Ngân đã bị bạn đồng hành Trường Giang chiêu ghẹo. Khi ảo thuật gia Beauty Nguyễn cần tìm một gương mặt hỗ trợ, Trường Giang liền nhanh nhẩu, nếu tìm người vô duyên thì không cần nữa, rồi nhìn Thúy Ngân đứng kề bên. Ở tiểu phẩm khoa học hay ảo thuật, Thúy Ngân cố gắng tung hứng nhưng bị Lâm Vĩ Dạ trêu, bày đặt quan miếng nữa hả? Bà xã Hứa Minh Đạt không ngần ngại dẫn lầy, khuyên Thúy Ngân đứng xa ra đi vì vô duyên nó lây lẹ lắm, khiến Thúy Ngân vừa tiêu nghỉu vừa buồn cười. Ngoài ra, Thúy Ngân còn nhiều lần có những phát ngôn nũng nịu khiến Ellie Trần và Harry Won á khẩu toàn tập. Không biết ở những tập sau Thúy Ngân có được giải nghiệp và thể hiện được cá tính sắc sảo của mình hay không? Ngay từ tập đầu, chương trình đã gây choáng với dàn khách mời đông đảo như Lâm Khánh Chi, Huỳnh Lập, Ellie Trần, Quỳnh Anh Xin, Lê Dương Bảo Lâm, chị Cano Lê Nhân. Chuyện tình như phim của đội trưởng Quế Hải và Hoa Khôi Đại học Vinh mất bao công sức mới cưa được nàng. Trong làng bóng đá Việt Nam, hiếm có câu chuyện tình nào lãng mạn như Quế Ngọc Hải và Dương Thị Thùy Phương, Hoa Khôi Đại học Vinh. Chuyện tình của đôi trai tài gái sắc kể ra có lẽ khiến nhiều người phải ganh tị về sự lãng mạn và kiên nhẫn của Ngọc Hải. Trong một lần tình cờ gặp mặt tại Đại học Vinh, chàng trung vệ Sông Lam Nghệ An đã thầm thương trộm nhớ Thùy Phương, một cô gái xinh đẹp dịu dàng đến từ Hà Tĩnh. Đó là lần anh được bạn rủ đi xem cuộc thi Hoa Khôi của Đại học Vinh. Ngọc Hải đã gặp Thùy Phương ở cuộc thi và lập tức bị say nắng bởi người đẹp tham dự cuộc thi này. Dù là cầu thủ nổi tiếng, có nhiều cô gái theo đuổi và có chiếc răng khểnh rất duyên, nhưng Ngọc Hải phải cài xú lì để theo đuổi Thùy Phương trước sự cạnh tranh của nhiều chàng lãng tử khác. Kể từ thời điểm đá AFF Cup 2014, Ngọc Hải phải mất gần 2 năm nhắn tin hò hẹn làm mọi cách để có thể chinh phục được trái tim của Thùy Phương. Cô ấy là cô gái đầu tiên khiến tôi cảm thấy khó khăn trong việc chinh phục trái tim như vậy. Tôi phải mất 2 năm với 3 lần bị từ chối tình cảm. Kể từ sinh nhật của tôi năm 2015, tôi biết Thùy Phương cũng có thiện cảm với mình và tôi quyết tâm theo đuổi Phương, như người ta hay nói là xác định yêu đến tận cùng. Theo như Ngọc Hải chia sẻ, Thùy Phương chưa chấp nhận đến với anh vì ngại cầu thủ thường là những người trăng hoa. Trung vệ của Sông Lam Nghệ An lại là người nổi tiếng, là tuyển thủ quốc gia nên thường phải đi xa nhà, không có thời gian chăm sóc người yêu. Cuối cùng nước chảy đá mòn, Thùy Phương nhận lời yêu của Ngọc Hải trong một ngày sinh nhật. Dù gian nan mất nhiều công sức để chinh phục tình yêu của Thùy Phương, nhưng Ngọc Hải rất kín tiếng và giấu rất kỹ chuyện tình lãng mạn. Sau lần kỷ niệm một năm yêu nhau, Ngọc Hải vẫn không dám công khai người yêu. Trong lần kỷ niệm ấy, Ngọc Hải đã khiến cho Thùy Phương phải bất ngờ về độ lãng mạn của bạn trai mình. Hôm đó, Ngọc Hải dậy thật sớm đi mua hoa, bông bóng, nến, bánh để tự tay chuẩn bị mọi thứ kỷ niệm một năm yêu nhau. Trong ngày kỷ niệm căn phòng treo ảnh đôi bạn trẻ, Thùy Phương cảm nhận được vị ngọt tình yêu đến ngất ngây từ trung vệ sinh năm 1993. Không hề xến xỏm trên mạng xã hội, Ngọc Hải thể hiện tình cảm của mình một cách kín đáo và sự quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cũng chính vì hiểu được tâm tư của đôi lứa này mà bố mẹ Ngọc Hải không hề can thiệp vào chuyện đời người của con mình. Và điều gì đến cũng đến, Ngọc Hải đã cầu hôn Thùy Phương, chuẩn bị đám cưới vào đầu năm 2018. Thời gian đó, Thùy Phương đã vào làm việc tại một ngân hàng, nhưng Ngọc Hải chỉ mong vợ tìm kiếm một công việc khác nhẹ nhàng hơn sau ngày cưới. Ngày cưới, Ngọc Hải hát tặng vợ ca khúc Ánh Nắng của anh một cách đầy cảm xúc. Sau đám cưới, Ngọc Hải lẫn Âu Hoàng là những chàng rể mới của Hà Tĩnh tổ chức một trận bóng đá giao hữu từ thiện tại quê vợ. Như là lễ ra mắt đàng ngoại, một sự tinh tế đến từ những chàng rể quần đùi áo số Sông Lam Nghệ An.
Ngọc Hải và Thùy Phương sinh được một cô công chúa đặt tên là Sunny. Khi Sunny mới chỉ được 4-5 tháng tuổi, Ngọc Hải thường xuyên xa nhà, Thùy Phương và con gái phải ra Hà Nội để hội ngộ, tiếp thêm động lực cho chồng tại AFF Cup 2018. Khi còn trẻ, Ngọc Hải có phần mãn chơi, nhưng khi đã có gia đình, đặc biệt là có cô gái bé bỏng, anh tranh thủ hết mức và dành mọi thời gian rỗi của mình cho vợ và con. Sau chức vô địch AFF Cup 2018, dù không muốn xa gia đình nhỏ nhưng Ngọc Hải vẫn phải quyết định rời Sông Lam Nghệ An để đến Viettel, đội trưởng đội tuyển đội Việt Nam chấp nhận những thử thách mới. Quý Ngọc Hải được biết đến như một tài năng đầy triển vọng nhưng cũng có nhiều sai lầm và biến cố trong sự nghiệp. Bây giờ nhà vô địch AFF Cup 2018 không những cho thấy sự trưởng thành mà còn cho mọi người thấy khát khao của những chàng trai đá bóng. Chắc hẳn Thùy Phương cũng cảm thấy tự hào vì tình yêu và những gì mà Quý Ngọc Hải đang dành cho mình.